Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý phông trong studio, làm sao nhanh nhất để phông sạch sẽ và nhẹ nhàng nhất mà không cần thay phông. Thì như đa phần mọi người đã biết, phông trong studio đều là phông giấy nên là nó hay bị gập, nhăn, rách do mẫu dẫm lên phông. Đây, ví dụ như cái dạng phông này nó bị do mẫu của mình ấy hay dẫm lên phông thì xảy ra trường hợp phông nó bị bẩn thì rất là nhiều, cái này không tránh được. Hay những dạng phông nó bị gập gãy đây, dạng phông bị gập và nó gãy nhăn phông. Thì trong cái quá trình mà mình sử dụng phông giấy ấy, mình có thể quấn trục phông này hay là mình kéo phông xuống thì cái trường hợp phông nó bị gấp lép, nó bị gãy và nhăn thì rất là nhiều. Thì với cái tút này mình sẽ hướng dẫn mọi người khắc phục hoàn toàn những cái lỗi trên một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì đây là mình tấm hình gốc này và đây là một tấm hình sửa, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao mà mình sửa cái phông này nhanh nhất để phông nó sạch sẽ và giữ được nguyên cái hình khối chi tiết của phông mà mình không cần thay phông. Và với cái cách làm này thì mọi người cũng có thể rất là nhanh chóng để mình có thể sửa được cái phông rồi. Thì ở đây bước đầu tiên mình sẽ nhân phông lên một lớp. Mình cà rốt lại bức hình này một chút. Sau đó mình sẽ dán lớp nó vào. Dán lớp nó vào và mình sẽ nhân riêng cái lớp này lần nữa. Ở đây mình sẽ dùng cơ vơ. Mình sẽ dùng cơ vơ điều khiển ánh sáng để làm sao cái phông và cái chủ thể mình tách nhau nhất. Thì mình sẽ sử dụng trên hai điểm là highlight và shadow. Đây, cái độ tương phản của phông nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Độ tương phản của phông thì cái chủ thể với phông của mình thì sẽ tách nhau. Và mình có thể sử dụng camera cũng được. Mình có thể sử dụng camera để làm sao cái phông và cái chủ thể mình tách nhau nhất. Thì ở đây mình chỉ cần trừ màu phông đi xuống, trừ màu phông này xuống thì lập tức cái chủ thể và mình và cái màu phông nó sẽ tách nhau. Đấy, thì đây là một cái cách làm rất là nhanh. Mình phải làm sao nhanh nhất để mình tách được cái phông của chủ thể chứ mình không phải sử dụng đường path. Đấy, thì ở đây mình sẽ dùng Quick Select Tool. Quick Select Tool này, ngoài với kép đó. Và mình sẽ chọn, thì khi mình chọn như này, Quick Select Tool này thì áp lực của phần Quick Select Tool này nó rất là mạnh. Chọn này, khi mình chọn Quick Select Tool thì nó ăn rất sâu vào chi tiết và nó rất là nhanh, đẩy nhanh quá trình tách phông của mình lên. Đây, thì người thấy là do cái quá trình mình xử lý màu và điều khiển trên cơ vơ ấy, thì cái chủ thể và cái phông của mình nó đã tách nhau nên cái quá trình chọn phông của mình nó trở nên rất là nhanh. Ở đây còn những chi tiết nhỏ thì mình sẽ dùng Magic Wand. Mình sẽ dùng Magic Wand để mình chọn ở trên những cái phần phông này. Đây. Những chi tiết nhỏ đây thì mình phải dùng Magic Wand, dùng Quick Select Tool thì nó ăn cả vào chi tiết lá cây. Đây, ví dụ đoạn này thì nó ăn cả vào chi tiết lá cây này thì mình dùng Nut Tool. Mình bỏ vùng chọn này đi. Bỏ vùng chọn này đi. Và sau đó mình lại dùng Magic Wand, sau đó mình lại dùng Magic Wand, mình chọn lại những cái vùng chọn vừa mình bỏ đi. Thì khi mình dùng Magic Wand này thì nó chọn, nó chỉ ăn vào những chi tiết nhỏ thôi, nó không ăn mất quá nhiều trên tấm hình của mình. Đấy, như vậy là mình đã chọn được hoàn toàn, chọn được phông rất là nhanh rồi, mất khoảng 1 đến 2 phút của mọi người thôi. Mọi người làm nhanh thì thậm chí nó không đến 1 phút. Thì ở đây mình sẽ tạo feather là một và mình nhân phông, thì mọi người nhớ cái lớp layer 1 này nó chỉ tác dụng để mình làm cho phông với chủ thể mình tách nhau nhất thôi. Còn khi mình muốn lấy phông thì mình phải lấy từ lớp gốc, thì ở đây mình sẽ nhân từ lớp background lên và mình sẽ xóa cái lớp layer 1 này đi. Sau khi mình dùng lớp layer 1 để chọn phông được rồi thì mình sẽ xóa đi. Đấy, thì ở đây mình đã tách được hoàn toàn cái lớp phông của chủ thể rất là nhanh. Thì tiếp theo mình sẽ nhân lớp layer 2 này ra, nhân lớp layer 2 lên một lớp nữa. Sau đó mình Ctrl+G clipping mask ấy để cho cái lớp phông nó chui vào lớp phông trên, nó chui vào lớp phông dưới. Khi mình xử lý nó cũng sẽ không thể ảnh hưởng vào chủ thể của mình được. Thì ở lớp layer 2 này thì đây là mấy bước rất là quan trọng. Thì mọi người sẽ vào blue filter này, blue cushion blue. Thì khi mình blue này thì mọi người thấy này, những cái vết nhăn, vết gãy của phông lập tức biến mất. Hay là những vết bẩn này dưới chân mẫu dẫm lên ấy, nó cũng lập tức biến mất, làm cho phông trở nên rất sạch sẽ và lại giữ nguyên được cái hình gối, có nghĩa là giữ nguyên được cái sáng tối của phông này, cái đổ bóng của mẫu này nó vẫn còn nguyên, nó làm cho phông trở nên nó rất là thật. Thì ở đây mình sẽ để ok. Và mọi người chú ý nhé, với cái ảnh này ấy, thì là một cái ảnh tương đối đẹp nên nó không xảy ra trường hợp nó bị loang lổ, nó không xảy ra trường hợp bị loang lổ phông. Nếu mà phông nó hơi xấu thì xảy ra trường hợp loang lổ phông. Thì ở đây mình sẽ có cách khắc phục với cái trường hợp phông nó bị loang lổ, thì mình sẽ vào filter này, mình sẽ vào noise và mình sẽ add noise cho nó. Khi mình add noise đây mình sẽ để thông số tầm 3 4 thôi. Và mọi người nhớ là mình phải tích vào phần monochrome. Ok này. Và ở đây mình tiếp tục, mình sẽ nhân lớp layer 2 copy này lên. Mình lại tiếp tục clipping mask nó xuống để nó chui vào cái lớp phông dưới. Và chỗ này thì mình sẽ để là source light. Để source light làm gì? Với cái phông này mình để source light thì cái phông nhìn nó sẽ sáng, sạch sẽ hơn và hình khối hơn. Có những cái phông thì mình có để scan, có những phông thì mình để multi. Ví dụ những phông đen thì thường mình sẽ để multi để cho phông đậm xuống, còn phông trắng có khi là mình để scan để nó sáng lên.
Còn cái phông này thì mình muốn tăng cái độ bão hòa để cho cái điểm sáng tối nó rõ ràng hơn. Nhìn phông nó hình khối hơn thì mình để là soft light. Nhưng mà chú ý nhất với từng phông thì mình sẽ có cách làm khác nhau. Ở đây mình sẽ xuống lớp layer 2 và mình ăn layer mask vào. Ăn thêm một layer mask vào. Và mình dùng gradient. Mình sẽ chọn black white cái thứ ba đấy. Đây, lên này black white này. Và đây mình sẽ để, nhớ mọi người ở đây mình sẽ để cái ô vuông thứ hai nhé. Nếu mình để ô vuông thứ nhất, thứ ba, thứ tư thì vẩy nó bị loạn phông. Còn khi mình để này thì mình muốn xử lý ở phòng nào thì nó chỉ ăn ở vùng đấy thôi. Thì ở đây mình sẽ để ô vuông thứ hai và trên chỗ độ hòa trộn mà đang mute thì mình sẽ để là multi. Sau đó mình dùng ngoài g à, và mình đang dùng ngoài g và mình vẩy lại. Mình vẩy lại những phần chi tiết nào mà mình muốn lấy lại này. Ví dụ như phần chi tiết tóc là mình sẽ lấy lại một phần nào ở chi tiết tóc, làm cho bức hình của mình trở nên nó thật hơn. Đây. Đấy, như vậy thì chi tiết tóc của bức hình mình vẫn giữ nguyên này. Ví dụ dưới chân mà mình thấy bóng nó bị mất nhiều thì mình có thể vẩy nhẹ lại. Đấy, mình có thể vẩy nhẹ này. Thì đây là cái hay khi mình để ô vuông thứ hai này, mình vẩy đâu thì nó chỉ ảnh hưởng trong khoảng đấy thôi. Đây, và mọi người kiểm tra này. Đấy, thì với cái cách làm này thì nó rất là nhanh chóng để mọi người có thể xử lý cái phông trở nên rất là sạch sẽ này. Xóa hết những cái lớp nhăn phông này, lớp bẩn do mẫu dẫm lên này. Đấy thì cái cách này nó giúp người xử lý phông cực kỳ nhanh, nó mất chỉ khoảng 2 đến 3 phút với một cái tấm hình thôi. Thì mọi người lưu ý nhé, nếu mà gặp phông bẩn thì mọi người nhớ ép lôi vào, nhớ ép thêm lôi vào. Đây, và đây mình sẽ xem qua những hình mẫu khi mình áp dụng cái cách này. Nếu mà mọi người sử dụng Close Tem, mình sử dụng S chấm này hoặc là dùng Heading Brush dùng ngoài di nhặt hết những cái lỗi này đi thì mất rất nhiều thời gian của mọi người. Ở đây mọi người chỉ cần nhặt qua những vết nó to quá thôi. Còn những cái chi tiết nhăn phông gãy hay những chi tiết nhỏ thì mình dùng blue nó sẽ hết. Đấy. Thì tất cả bức hình ở đây mình đều áp dụng cái cách này vào, mình đều áp dụng cái cách xử lý phông này vào. Và dưới cái video này mình sẽ để lại cái stock để cho mọi người tập luyện và mọi người có thể tải file về để mình tập luyện, mình bắt chước làm theo file mẫu, mình sẽ đăng lên cả file mẫu để cho mọi người tham khảo nữa. Thì mọi người xem video thấy hay thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video hay hơn nữa. Và mọi người có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì mọi người có thể comment dưới video hoặc inbox riêng cho mình qua fanpage Hùng Hồng Nghĩa này. Thì cái fanpage Hùng Hồng Nghĩa này sau này mình sẽ để là giải đáp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của mọi người. Thì mọi người nhớ có bất kỳ một cái thắc mắc nào mọi người thì có thể comment hoặc là mọi người inbox vào cái fanpage Hùng Hồng Nghĩa cho mình. Thì chào tất cả mọi người.